Thưa quý vị, đây là phần 2 của chương trình chiều tối nay, và chiều tối nay là ngày 3 tây tháng 8 của năm 2015. Đầu chương trình thì Tuấn có nói sơ qua về cái vấn đề tình trạng khi mà có quốc tịch, trước khi có quốc tịch đang có thể sanh bảo lãnh cho con độc thân trên 21 tuổi, rồi khi có quốc tịch tự động nó chuyển qua ưu tiên 1 là có quốc tịch. Thì có quốc tịch thì nó lại đi chậm hơn là ưu tiên 2B. Nhưng mà cho Tuấn nhắc nhở cái này một tí cái. Khi quý vị quyết định chọn hoặc là lựa để trở lại cái tình trạng là F2B phải rất là cẩn thận. Tại vì quý vị phải biết là cái thứ tự nó đi tới đâu và hồ sơ đang nằm tới đâu. Tại nhiều khi mình lựa chọn nó không có đúng cái thời điểm hoặc là đúng cái thủ tục thì nó lại chậm cái hồ sơ đi. Cho nên nhiều khi trong cái chương trình này đó, Tuấn cố ý, Tuấn không đi vào cái chi tiết như thế nào, mà Tuấn chỉ nói là có quyền lựa chọn thôi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục đường dây điện thoại. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Và tại thành phố hình như là San Francisco, xin mời chị Vân. Xin mời chị Vân lên tiếng đi ạ. Dạ chào luật sư. Dạ vâng. Cô Vân phải không ạ? Dạ, dạ. Dạ vâng, cô Vân ở San Francisco, cô đang theo dõi chương trình trong đài truyền hình phải không ạ? Dạ phải. Dạ vâng. Thưa cô có câu hỏi cho tôi giúp cho cô. Dạ, em có câu hỏi là hiện tại bây giờ em muốn bảo lãnh cho người em của em hiện đang sống và làm việc ở Hàn Quốc, nhưng mà em là single mom. Mà em không có biết là bây giờ tốt là em làm giấy bảo lãnh người em gái này hay là để cho ba em bảo lãnh. Tại vì ba em hiện tại là chưa có quốc tịch Mỹ, nhưng mà em không biết là lãnh bảo lãnh, em đứng ra bảo lãnh hoặc là ba em bảo lãnh với thẻ xanh, thì cái trường hợp nào sẽ giúp cho em gái của em qua Mỹ được nhanh hơn, nhanh nhất. Dạ vâng. Ba năm nay bao nhiêu tuổi rồi cô Vân? Dạ, ba em năm nay 73 tuổi rồi. Dạ vâng. Cảm ơn cô Vân rất là nhiều, và bây giờ Tuấn sẽ trả lời cho cô. Cảm ơn cô đã gọi vào cho chương trình chiều tối nay, và cô có thể cúp điện thoại được rồi. Dạ vâng, cảm ơn cô. Nếu mà Tuấn làm cả hai, cha thẻ xanh bảo lãnh cho con độc thân, đây cô nói single mom là chắc tôi nghĩ là độc thân, nghĩa là có thể là ly dị, hoặc là chưa có kết hôn, hoặc là chồng mất, thì thẻ xanh có quyền bảo lãnh cho con không còn giá thú, nghĩa là độc thân. Đó, thì nếu mà cô làm cái hồ sơ đó thì cái hồ sơ F2B thì nó khoảng 7 năm cho tới 8 năm. Còn cô nên làm thêm một bộ cho người em đó luôn. Lý do tại sao? Tại vì cái hồ sơ nó chỉ có giá trị nếu mà ba cô còn sống thôi. Ba của cô năm nay 73 tuổi, hồ sơ nó 7-8 năm thì tới lúc đó ông ta 80 tuổi rồi. Cho nên nếu mà Tuấn nó làm thêm một bộ hồ sơ chị em để xê cua, để phòng hờ nếu mà ông cụ bị mất thôi. Cho nên làm cả hai bộ hồ sơ, trên mặt luật có quyền làm hai bộ. Hồ sơ của người cha bảo lãnh cho con độc thân thì nó khoảng 7 năm cho tới 8 năm, với điều kiện là cô ta không có lập hôn thú. Cảm ơn cô Vân ở thành phố San Francisco rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời cô Thủy ở Dallas Forward. Xin mời cô Thủy lên tiếng đi ạ. Dạ, em Kim Thủy, em chào luật sư. Chào cô. Dạ, em có câu hỏi là em có người chị sắp được bảo lãnh qua rồi, đã phỏng vấn rồi, thì dạ, khi chị em đi như vậy thì những cái tài sản bên Việt Nam mình có thể đem qua Mỹ được hay không, và khoảng bao nhiêu? Dạ vâng. Dạ. Còn câu hỏi thứ hai là em có một người anh đi qua đây làm trên mãi một năm rồi, thì bây giờ anh em muốn về Việt Nam ở bên, muốn ly dị với gọi ảnh, cho nên em không biết là làm ly dị bên đây hay là bên làm ly dị bên Việt Nam. Mà tài sản thì vẫn có một cái nhà ở bên Việt Nam, thì mình làm đi dạy ở đâu là tốt nhất rồi. Ok, cô cho tôi hỏi cô vài cái chi tiết cô Thủy, tại cái này nó phải rõ ràng tôi mới trả lời. Người chị của cô sắp sửa được định cư qua bên này rồi, ai bảo lãnh vậy? Dạ thưa ba em bảo lãnh. Ok, anh của cô đã định cư bên này rồi. Ok. Dạ. Rồi khi anh ta định cư thì anh ta định cư với ai, với vợ hay là như thế nào? Dạ, đi chung với vợ con. Ok, cho nên cả vợ con được định cư qua bên này đã ở đây được một năm rồi phải không ạ? Dạ đúng ạ. Dạ vâng. Cô Thủy còn câu hỏi khác cho Tuấn không, trước khi Tuấn trả lời cho cô?
Dạ, như vậy thôi anh. Em cũng muốn biết là tài sản thì mình được xem bao nhiêu. Cảm ơn cô rất là nhiều và tôi sẽ cố gắng trả lời cho cô. Thank you very much cô. Dạ, dạ vâng. Trong cái chương trình luật di trú và nhập tịch đó thì Tuấn chỉ có cố gắng trả lời cái gì liên quan về cái vấn đề luật di trú và nhập tịch của nước Hoa Kỳ thôi. Khi người ta được định cư vào nước Hoa Kỳ, giống như là chị của cô, người ta muốn mang bao nhiêu vào nước Hoa Kỳ cũng được hết. Người ta muốn mang chiếc xe vào nước Hoa Kỳ cũng được, người ta muốn kéo cái căn nhà qua đây cũng được, người ta muốn mang tiền cũng được nữa. Bất cứ cái gì mà nó có giá trị trên 10.000 đô thì người ta phải kê khai với sở thuế vụ. Không nhất thiết phải đóng thuế mà phải kê khai. Nhưng mà cái trở ngại đó là tôi không có thể trả lời được cái phần này. Là cái vấn đề luật Việt Nam có hạn chế hay không hoặc thủ tục như thế nào. Thì cái này nó lại liên quan tới luật ở bên Việt Nam. Cho nên mấy cái này đó chị của cô phải tìm hiểu là luật Việt Nam có cho phép như thế nào khi người ta định cư thì tôi không có nắm rõ cái đó. Riêng biệt đó, cô hỏi về vấn đề thủ tục ly dị thì đa số cái câu trả lời của tôi cho cô đó là theo tôi thấy thôi, nếu người ta đã cư ngụ ở đây rồi thì thường thường người ta ly dị đây chứ người ta không có về Việt Nam ta làm thủ tục ly dị cô. Nhà cửa thì nó là vấn đề khác nữa cô. Cảm ơn cô Thủy rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời anh Toàn ở San Jose, California. Xin mời anh Toàn lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư Tuấn. Dạ vâng. Dạ, em, dạ con có câu hỏi luật sư Tuấn. Dạ vâng. Con đang bảo lãnh vợ, thủ tục hoàn tất cái chân với sở di trú rồi. Giờ họ mới cho tờ giấy là sẽ lên được phỏng vấn rồi sẽ cho biết được phỏng vấn sao. Nhưng mà con có câu hỏi là vậy nha. Tại vì vợ con mới sanh em bé đó, không biết em bé có được đi chung với mẹ nó hay không, hay là phải làm thêm một bộ hồ sơ bảo lãnh cho bé nó ạ. Dạ vâng. Cho Tuấn hỏi Toàn một cái ha. Dạ. Toàn có quốc tịch hay có thẻ xanh? Dạ, quốc tịch. Dạ vâng. Toàn có quốc tịch hồi nào? Dạ, con có quốc tịch năm 2008 ạ. Dạ vâng. Ok. Đứa bé sanh hồi nào? Dạ, sanh hồi tháng 6 ạ. Tháng 6 năm 2015, quốc tịch năm 2008 ha. Dạ. Toàn còn câu hỏi gì cho Tuấn nữa không? Dạ không, chỉ muốn biết là cháu bé có được ăn theo lúc mẹ nó phỏng vấn không, hay là con phải làm thêm một bộ hồ sơ bảo lãnh cho bé nữa. Ok, cảm ơn Toàn rất là nhiều và Tuấn sẽ cố gắng trả lời cho Toàn. Thank you Toàn. Dạ, dạ. Ok. Dạ, đầu tiên, dạ, dạ vâng, đầu tiên là đây là quốc tịch bảo lãnh cho vợ nha. Quốc tịch bảo lãnh cho vợ là cái mối quan hệ trực hệ, không có cái vấn đề ăn theo. Cho nên khi mình có quốc tịch mình bảo lãnh cho vợ, vợ là một bộ hồ sơ đó. Cho nên nó không có vấn đề ăn theo. Ăn theo là trường hợp nếu mình chưa có quốc tịch mà thôi. Cho nên nếu mà cái trung tâm visa đã hoàn tất cái hồ sơ, trung tâm visa chứ không phải sở di trú nha, đã hoàn tất cái hồ sơ thì Tuấn nghỉ từ 3 cho tới 6 tháng rồi sẽ lên danh sách phỏng vấn. Bây giờ đó là có đứa con sanh sau khi người cha có quốc tịch thì đứa con đó có quốc tịch theo cha, cho nên em không cần làm hồ sơ bảo lãnh cho đứa con đó nha. Đứa con nó có quốc tịch theo cha thì em cần làm cái thủ tục để xin cho cháu nó có quốc tịch theo cha, thì cái đó là cái thủ tục với lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn hoặc là đại sứ quán Hoa Kỳ ở ngoài Hà Nội. Cho nên bây giờ đó là em có thể xin cái chứng chỉ quốc tịch cho bé với cái lãnh sự quán hoặc là đại sứ quán. Thì cái hồ sơ đó nó mất hết khoảng từ 3 tháng thôi nếu mà không cần thử DNA. Tất cả cái thủ tục này đó thì trong cái website của Bộ Ngoại giao ở lãnh sự quán Sài Gòn hoặc là đại sứ quán Hà Nội nó đều có hết, tùy theo vợ của em ở đâu thôi. Nhưng mà em không cần làm hồ sơ cho vợ, cho con của em. Con của em có quốc tịch theo cha, xin cho cháu nó cái khai sanh và cái hộ chiếu Hoa Kỳ. Cảm ơn Toàn rất là nhiều ở thành phố San Jose. Và bây giờ cho Tuấn xin mời ở khu vực Houston là cô Trang. Xin mời cô Trang lên tiếng điện. Dạ, cho Tuấn xin mời cô Trang ở thành phố Houston lên tiếng điện. Ok, có thể mình mất đường dây của cô Trang rồi. Xin mời cô Trang gọi lại nha. Số điện thoại là 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời đường dây kế tiếp lên tiếng đi ạ.
Dạ vâng, cho Tuấn xin mời nghe kế tiếp ạ. Dạ xin mời lên tiếng đi ạ. Alo. Dạ vâng, cô vặn nhỏ cái tivi đi cô và trình bày đi cô ạ. Dạ, em tính hỏi luật sư Tuấn á anh. Tại vì em tính bảo lãnh cho một đứa con nuôi đó. Dạ vâng. Dạ, luật Tuấn có thể giúp giùm em, chỉ hướng dẫn giùm cho em làm hồ sơ. Dạ vâng, xin lỗi cô tên gì và gọi từ đâu cô? Dạ, em tên Hồng, em ở từ tiểu bang Louisiana. Dạ vâng, cô đang theo dõi chương trình trên mạng hay là cô chỉ có gọi vào thôi? Dạ, em đang coi trên mạng rồi em gọi vào đó anh. Dạ vâng, cô xin tính xin đứa cháu con nuôi đó đang ở Việt Nam hay đang ở đây ạ? Dạ, ở Việt Nam anh. Dạ vâng, cháu nó bao nhiêu tuổi cô Hồng? Dạ, mới 13 tuổi anh. Dạ vâng, ba má cháu nó đâu? À, dạ, ba với má nó là ly dị hết rồi, bây giờ nó ly dị, ba với mẹ nó là ly dị, nhưng mà bây giờ nó theo mẹ nó với nội nó ở với mẹ với nội nó. Dạ vâng. Bây giờ em muốn là xin đứa cháu đó là để em bảo lãnh có được không vậy anh? Dạ vâng, cô có quốc tịch hay có thẻ xanh ạ? Dạ, em có thẻ xanh. Dạ vâng, cháu nó quan hệ gì với cô, cháu ruột hay là như thế nào? Dạ, cháu ruột anh, dạ cháu ruột. Dạ vâng. Ba má cô có đây không? À, dạ không, ba má em còn ở bên Việt Nam, chỉ em ở đây thôi chứ ba má em còn ở Việt Nam hết. Dạ vâng, cô có quốc tịch rồi phải không ạ? Dạ em mới có thẻ xanh nè, em có thẻ xanh nay là tháng ngày 28 tháng 10 này nữa là ngày 28 tháng 11 này nữa là được 10 năm rồi á anh. Dạ vâng, cảm ơn cô Hồng rất là nhiều. Nếu mà cô không còn câu hỏi gì khác thì cô có thể cúp điện thoại rồi tôi sẽ trả lời cho cô. Dạ, dạ, cảm ơn luật sư, dạ. Dạ, vâng. Nhiều khi Tuấn tham khảo với thân chủ hoặc là khách hàng, hoặc là nhiều khi Tuấn trả lời điện thoại cho những người gọi cho Tuấn, hoặc là email, thì Tuấn hy vọng là quý vị đừng có nghĩ cái chương trình con nuôi hoặc là con mồ côi nó đơn giản như vậy. Đó, tại vì nó rất là khó khăn. Đặc biệt nó càng khó khăn khi cái người con đó hoặc người cháu đó hoặc người con nuôi tương lai đó nó không phải trong nước Hoa Kỳ. Cho nên để cho Tuấn trình bày sơ qua cho cô Hồng thôi, tại mấy cái này nó rắc rối lắm. Nếu mà cháu nó ở Việt Nam á, thì cô phải làm thủ tục với chính quyền Việt Nam. Mà nếu mà cháu nó ở Việt Nam, cái luật Việt Nam á, là cô phải nhìn nhận cháu nó trước khi 15 tuổi. Và luật di trú Hoa Kỳ là trước khi 16 tuổi. Mà nếu mà cháu nó ở Việt Nam, cô làm thủ tục với chính quyền Việt Nam nó rất là rắc rối. Tại vì đây là một cái thủ tục coi giống như là cô ở nước ngoài, cô phải làm thủ tục với Sở Tư pháp hoặc là Bộ Tư pháp. Cho nên nó không có đơn giản như vậy đâu cô. Cái thứ nhì nữa đó là như thế này. Nếu mà ba má cháu nó còn sống, đây ba má nó cháu nó còn sống mà chỉ có ly dị thôi, thì cháu nó không phải là con mồ côi, cháu là con nuôi. Sau khi cô nhìn nhận cháu là con nuôi và phải nhìn nhận trước khi 15 tuổi theo luật Việt Nam, tại cháu đang ở Việt Nam, cô phải nuôi cháu và cháu nó phải ở chung với cô 2 năm trở lên. Thì maybe mới có thể được thôi, maybe thôi, chứ cũng chưa chắc mà cái lãnh sự quán nó chấp thuận đâu. Cho nên mấy cái chi tiết này tôi hy vọng cô không có nghĩ rằng nó đơn giản như vậy. Cố gắng vào quốc tịch đi, rồi bảo lãnh cho ba má, rồi ba má bảo lãnh cho con độc thân, thì hy vọng cháu nó có thể được ăn theo. Cảm ơn cô rất là nhiều, cô Hồng. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp. Xin mời lên tiếng đi ạ. Dạ, chào luật sư Tuấn, tôi tên là Trang, tôi gọi từ Houston. Dạ vâng. Tôi có một tôi thắc mắc, tôi có một như thế này. Tuần tới người chị của tôi sẽ qua đây di cư theo cái diện du lịch và dắt theo một người con nuôi 10 tuổi. Và chị tôi sẽ dự trù là chuyển đổi visa là du học từ Đức. Rồi vậy cái người con nuôi đó trong thời gian mà chị tôi chờ thì chuyển đổi visa để học đó, thì cái người con nuôi đó có được nhập học ở tại Mỹ này không? Ok cô Trang, đây là chị là có con nuôi hay là con ruột? Dạ con nuôi. Ok, khi trình bày cho lãnh sự quán có phải trình bày rõ ràng là con nuôi hay không? Dạ đúng. Ok. Cô ta bao nhiêu tuổi rồi? Chị tôi sinh năm 1964. Cho nên bây giờ là 51 tuổi.
Dạ vâng. Ok, chị qua đây chị đi học cái gì? Chị tôi đã đi qua đây du lịch 3-4 lần rồi. Bây giờ qua bên đây dự trù là đi học một cái lớp gì về y tá. Ok, lần cuối cùng chị đi học là cách đây bao lâu? Chị đi học đại học tại Việt Nam rất lâu lắm rồi. Ok. Tôi nghĩ cái câu trả lời như vậy nó trả lời cái thắc mắc của cô đó cô ạ. Là như thế này, chị qua bên này, chị có quyền chuyển cái visa, xin lỗi không phải chuyển cái visa, chuyển cái tình trạng di trú của cô ta, cái status của cô ta, từ du lịch qua du học. Nhưng mà để tôi nói cái này trước, chuyển như vậy có quyền nhưng mà chưa chắc sở di trú chấp thuận. Cho nên khi mình chuyển như vậy đó, nhớ rằng là người ta 51 tuổi, lần cuối người ta đi học có thể mấy chục năm rồi. Và bây giờ nếu người ta muốn chuyển qua du học như vậy, coi chừng phần trăm đông là sở di trú sẽ từ chối. Ok. Cho nên cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì đó là như thế này. Về vấn đề trẻ em. Đó. Trẻ em khi vào nước Hoa Kỳ rồi. Ok. Tôi cố ý tôi sử dụng cái chữ trẻ em. Tại vì tôi không có phân biệt cái vấn đề mà đi học trong cái vấn đề tình trạng con nuôi hay con mồ côi hoặc là cháu ai mà trẻ em. Thì trong cái tiểu bang Texas này đó, tiểu bang Texas này, là khi một đứa em ở đây đúng hay là không đúng theo cái mặt luật di trú, là bắt buộc cháu nó phải đi học, mà bắt buộc cái trường phải cho cháu đi học. Đây là cái quyết định của Tòa Tối cao Pháp viện vào năm 1978, trong cái kiện tùng của cái một cái hồ sơ trong cái quận Harris County này mà lên tút mãi tới Tòa Tối cao Pháp viện luôn. Đó, cho nên khi mà trẻ em ở đây, đó, mình không có phân biệt ở đây đúng theo luật pháp hay là bất hợp pháp. Mà nếu mà trẻ em là dưới tuổi thanh niên phải đi học. Đó. Mà nếu mà cái người trẻ em nó muốn đi học giữ theo cái tình trạng là du học sinh thì phải chuyển qua F1. Đó. Còn nếu mà không ở đây bất hợp pháp thì vẫn học trong cái tiểu bang Texas này. Đó. Và vẫn là bất hợp pháp. Cảm ơn cô Trang rất là nhiều. Và bây giờ cho Tuấn xin mời ngay kế tiếp ở khu vực San Francisco. Xin mời cô Mỹ lên tiếng đi ạ. Xin mời cô Mỹ lên tiếng đi ạ. Dạ vâng, mời cô ạ. Cho tôi hỏi, bảo lãnh một đứa em. Mà tôi bảo lãnh năm 2007. Mà lúc đó cháu của tôi là con của nhỏ em á, nó mất 12 tuổi, và năm nay thì được 8 năm, năm nay nó 2 tuổi. Tôi sợ nó có hút tuổi đi không, luật sư? Dạ, cái hồ sơ 2007 sở di trú chấp thuận hồi nào cô? Sở di trú chấp thuận hồi 2009. Ok. Ngoài câu hỏi này, cô còn câu hỏi gì khác cho tôi không? Với lại hỏi cho nếu như nó đi được thì hồ sơ nó cỡ bao lâu mới bắt đầu người ta mở cái hồ sơ của nó, khoảng năm nữa nó mới đi được. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Ngoài đứa con lúc đó bây giờ là 20 tuổi, lúc đó 12 tuổi, còn đứa con nào nữa không? Còn đứa kia thì nó nhỏ, năm nay nó mới 14 tuổi, lúc đó nó chỉ có 6 tuổi thôi. Dạ vâng, đứa thứ nhì là 14 tuổi. À hả. Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều và... tôi sẽ cố gắng trả lời cái câu hỏi của cô. Ok. Dạ vâng. Cho Tuấn nói về cái đạo luật CISPA ha. Đạo luật CISPA là bảo vệ trẻ em để đi theo cha mẹ hoặc là những cái trường hợp khác. Thì khi mà cháu nó đi ăn theo ba mẹ đó thì nó là cái con toán cộng trừ. Đó, con toán cộng trừ mình phải nắm rõ cái chính xác của cái con số để mình cộng trừ. Đây đó, mình biết con số cộng nhưng mình không biết con số trừ. Là hồ sơ, đây là hồ sơ anh chị em nộp vào năm 2007, sở di trú chấp thuận năm 2009. Thì cái cộng của nó là 2 năm. Cái trừ là trên 21 tuổi cho tới cái thứ tự nó tới. Wow, cái con số đó mình chưa có nắm được nhưng mà mình có thể đoán thôi. Là như thế này, người ta đang giải quyết hồ sơ năm 2002, hồ sơ của cô năm 2007. Tóm nghĩ nó còn khoảng 6 năm trở lên. 6 năm trở lên, đó. Nghĩa là tới lúc đó cháu nó 26 tuổi, 27 tuổi rồi. Đó. Ít nhất là 6 năm trở lên. Đã tới lúc đó cháu nó ít nhất là 26 cho tới 27 tuổi. Mà cái này chỉ có được cộng 2 năm thôi.
Cho nên mình có thể nói với cô Mỹ ở khu vực San Francisco như thế này. Phần trăm rất là cao là đứa cháu mà hồi trước làm hồ sơ mới có 12 tuổi, bây giờ 20 tuổi. Phần trăm rất là cao, căn cứ vào cái gì cô trình bày là cháu nó không được ăn theo. Đó. Và cô coi chừng cái này nữa, cái đứa thứ nhì bây giờ 14 tuổi. Nếu mà cái phát triển của cái visa bulletin còn chậm nữa, coi chừng cháu luôn cũng không có thể được ăn theo. Đó. Cho nên mấy cái này đó, quý vị phải, nó rất là quan trọng, quý vị phải hiểu cái visa bulletin và cái phát triển của cái visa bulletin và cái cộng trừ trên cái mặt luật CISPA. Tại vì cái hồ sơ này nó còn ít nhất là trên 5 năm. Mà bây giờ cháu 14, 5 năm nữa là cháu nó easily gần 20 tuổi rồi. Đó, mình nếu mà cái hồ sơ nó kéo dài ra 8-9 năm thì coi chừng cháu lại được không được ăn theo. Cảm ơn cô Mỹ rất là nhiều. Và thưa quý vị, tới đây cũng hết thì giờ cho chương trình chiều tối nay rồi. Và chiều tối nay là ngày 3 Tây tháng 8 của năm 2015. Chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV. 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. Và lúc nào cũng có trên YouTube cho quý vị coi lại. Huy Tuấn rất là chân thành cảm ơn quý vị đã gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Và xin chúc quý vị một buổi tối và một tuần rất là vui, tươi và hạnh phúc. Và xin kính chào.